Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau nặn con rùa nhé. Cô Thúy đang làm phần mai rùa đấy. Xoay tròn, sau đó thì ấn đẹp một đầu và vuốt nhọn để cho nó nhô lên giống như là chiếc mai rùa ấy. Còn đây là đất màu cam, chúng ta sẽ lăn dọc thật đều nhé. Rồi chúng ta sẽ chia làm các phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Một phần chúng ta sẽ dùng để làm đầu của chú rùa. Đó. Tiếp theo là sẽ dùng làm 4 chân. Có dễ không nào? Chú rùa có một cái đuôi nhỏ nhọn nhọn nữa đúng không? Cô sẽ dùng màu vàng để nặn đuôi cho chú rùa nhé. Về đất và cho vào phần phía sau. Như vậy là đã tạo thành đuôi của chú rùa rồi đấy. Chúng ta sẽ vê tròn các viên đất màu vàng, ấn đẹp để làm mai của chú rùa nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy hai phần đất rất là nhỏ màu trắng để làm mắt của chú rùa. Hai viên đất nhỏ nữa màu đen. Cô dùng thước kẻ để làm miệng của chú rùa đấy. Đó, các bạn đã thấy chưa? Cô đã hoàn thành chú rùa của mình rồi.